dòng chim thái 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 bông đầu nhé. Chim thái bông đầu này thì đôi này là đã ghép lại với nhau rồi, một trống một mái đấy, đã được hai lứa trứng có phôi rồi. Thì cái dòng này bây giờ cũng có một số anh em là còn chơi đấy. Thì trong cái nội dung ngày hôm nay thì em Thao đăng tải lên đấy, đăng tải lên là những cái con bông đầu này, anh em nào còn thích thì mình cũng gọi là chia lại với cái phần hữu nghị để cho các bác nuôi đỡ trong những cái thời điểm mà trang trại nuôi gà nhiều. Đấy, đôi này thì một đôi là đã trưởng thành, trống mái, vào đôi có phôi. Đấy, thì để cho các bác với cái giá hữu nghị, hữu nghị là 600k bao ship đấy, miền Bắc và miền Trung, trong đó là khu vực tiền chim của là 500k, còn tiền ship là 100k. Dòng này thì con đực của nó là âm còi nha các bác nhé, con đực âm còi, con đực là con âm còi. Đây là clip mã số 14, 600k cho một con chim bố mẹ bông đầu các bác.